you. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mooni Fabulous. Trong video ngày hôm nay, Moon sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món Misabato Keto. Thì cái món này Moon nghĩ là làm rất là đơn giản và siêu tiết kiệm thời gian cho mọi người luôn. Cho nên là Moon mời mọi người hãy xem hết video này để biết được công thức được làm như thế nào nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Ngày hôm nay thì Moon sẽ làm món Misabato Keto. Thì đầu tiên Moon chuẩn bị khoảng 200g bạch tuộc như thế này nha mọi người. Bây giờ thì Moon sẽ đem bạch tuộc đi rửa sạch, sau đó sẽ trần sơ bạch tuộc qua với nước sôi nha. Khi mà nước đã sôi thì Moon cho vào đây một ít gừng luôn nha. Moon đổ vào nước sôi luôn. Rồi mọi người lưu ý là khi chúng ta trần bạch tuộc á, chúng ta chỉ để trong vòng 1 phút thôi nha. Và trước khi trần bạch tuộc thì mọi người nhớ là mình cắt bỏ cái đầu của bạch tuộc đi, sau đó mới cho vào trần nha mọi người. Và bây giờ thì Moon sẽ gắp bạch tuộc ra và cắt nhỏ nó. Tiếp theo thì Moon sẽ cắt nhỏ cái phần bạch tuộc của mình ra nha. Cái này thì mọi người muốn cắt sao thì cứ cắt thì tùy theo ý mọi người thôi. Muốn cắt nhỏ cắt to gì miễn là mình ăn cảm thấy ngon là được. Đó, còn Moon thì Moon sẽ cắt nhỏ theo từng cái vòi của nó. Tiếp theo Moon sẽ bắt một cái nồi nước mới để mình chuẩn bị mình trần cái phần mì nưa này nha. Thì hôm nay thì Moon sử dụng mì nưa để thay thế cho phần mì gói nha. Bạn nào đang ăn keto thì mình sẽ sử dụng mì nưa này. Còn bạn nào mà không ăn kiêng á, thì mình có thể sử dụng mì gói cho ngon hơn nha. Khi mà nước đã sôi thì Moon sẽ rắc vào đây một ít muối nha. Moon sẽ khuấy đều cái muối này cho nó tan với nước. Mục đích mà Moon làm như vậy là để khử mùi hôi của phần mì nưa nha mọi người. Rồi bây giờ thì Moon sẽ cho nửa gói mì nưa vào để trần sơ trong vòng 3 phút nha. Tiếp theo thì Moon sẽ bắt một cái chảo để chúng ta chuẩn bị mình xào cái phần bạch tuộc trước nha. Moon sẽ cho vào đây một ít dầu ô liu. Tiếp theo Moon sẽ sử dụng một ít tỏi băm và hành tím băm để Moon cho vào chảo luôn nha. Rồi Moon cho cái phần bạch tuộc lên luôn. Ở bước này thì mọi người để cái mức lửa nhỏ thôi nha. Bây giờ Moon sẽ nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê hạt nêm nha. Moon tiếp tục xào lên. Tiếp theo thì Moon sẽ cho cải ngọt vào để xào chung luôn nha. Hôm nay thì Moon sẽ ăn cái phần mì của mình chung với lại cải ngọt nha. Nếu như các bạn muốn ăn loại cải khác thì chúng ta cũng có thể sử dụng nha, tùy theo ý thích của mình thôi. Moon tiếp tục cho 1/2 muỗng cà phê hạt nêm vào luôn, để cho cái phần rau của mình nó được thấm gia vị hơn. Không quên sử dụng thêm một ít tiêu cho thơm. Tiếp tục xào. Ok, thì bây giờ Moon sẽ gắp cái phần bạch tuộc và cái phần cải ngọt ra một cái dĩa riêng nha mọi người. Vẫn sử dụng lại cái chảo lúc nãy thì Moon cho một xíu dầu ô liu vào nha. Tiếp theo Moon sẽ cho vào đây phần mì nưa. Moon sẽ nêm vào mì nưa 1/2 muỗng cà phê nước tương.
Tiếp theo là một muỗng cà phê dầu hào. Mua sẽ xào lên cái phần mì nưa này. Xào sơ cái phần mì một chút thì bây giờ Moon sẽ cho lại cái phần bạch tuộc và phần cải ngọt nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần đảo vài lần nữa là có thể gấp ra ăn được rồi đó mọi người. Ta-da, vậy là Moon đã làm xong món mì xào bạch tuộc keto siêu thơm luôn. Moon đã cho lên đây một xíu tiêu và một xíu ngò rí này mọi người, ăn cho nó thơm hơn. Còn bây giờ thì Moon xin phép mời mọi người bước vào phần review cùng với Moon nha. Moon đã trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Moon làm món mì xào bạch tuộc keto. Ngày hôm nay thì Moon sử dụng cái sợi mì là sợi mì nưa nha mọi người. Thì cái sợi mì nưa sẽ rất là phù hợp với những bạn đang ăn kiêng theo chế độ giảm cân keto luôn. Còn như Mùa đã nói thì bạn nào mà không ăn kiêng thì mình có thể làm cái món này chung với mì gói sẽ siêu siêu ngon luôn. Tại vì vốn dĩ với cái món mà xào như thế này thì mình nên ăn chung với mì gói ha. Còn bạn nào ăn kiêng thì mình sẽ sử dụng mì nưa. Ok, thì bây giờ Mùa sẽ trộn đều lên cái phần mì của mình nha. Rất là thơm luôn. Đang còn siêu nóng hổi luôn mọi người. Tự nhiên hôm nay thèm bạch tuộc quá cho nên là Moon suy nghĩ ra và Moon làm đại luôn. Moon làm đại cái món mì xào bạch tuộc này luôn. Cũng rất là nhanh chóng và đơn giản nha mọi người. Ok, bây giờ thì Moon sẽ thử một cái miếng bạch tuộc trước. Đây, đây là cái miếng bạch tuộc đây. Bây giờ mình sẽ thử nha. Bạch tuộc rất là giòn luôn mọi người, không hề bị dai chút nào luôn, cắn miếng nào đứt miếng nó luôn đó mọi người. Rồi tiếp theo Mùa sẽ ăn chung với lại mì. Cái phần mì xào mọi người, mọi người để dầu hào vô mọi người xào lên trước á, ăn rất là ngon luôn. Mọi người nhớ cho ít thơm thôi vì sẽ bị mặn á. Mấy cái món này nhìn vậy chứ hả, làm rất là dễ bị mặn luôn. Tiếp. Cái cọng mì nưa Muôn ăn Muôn thấy ngon luôn mọi người, chả biết sao nữa. Cắn một cái miếng mì vô nha, xong rồi nhai thêm miếng rau, xong rồi nhai thêm miếng bạch tuộc như nữa, trời ơi nó ngon thật sự luôn. Bạch tuộc có Moon không có ướp trước tại vì Moon sợ nó bị phá mùi của cái món này á, cho nên là khi mà Moon bỏ vô Moon xào thì Moon mới cho nửa muỗng cà phê hạt nêm thôi, thì Moon sợ bỏ nhiều quá nó cũng bị mặn. Ai dè mình bỏ có nửa muỗng cà phê thôi mà cái miếng bạch tuộc của mình nó cũng thấm vô như vậy luôn, ăn rất là ngon mọi người, ăn rất là vừa miệng luôn. Cái miếng bạch tuộc á, lúc đầu á mà ba con bự như vậy á, một con gần 200 gram nữa, nhưng mà sau khi mà cắt đầu đi á thì hả nó rơi vào khoảng tầm 150 gram thôi, cho nên là muốn ăn một bữa 150 gram vậy vẫn là ok mọi người. Mà bạch tuộc phải ăn nhiều chứ ăn ít á hả ăn không có đã miệng xíu nào. Mọi người xem một miếng rau bạch tuộc của Moon. Tuy với là mình có trần sơ qua một chút nhưng mà nó vẫn không làm cái bạch tuộc bị dai. Bạch tuộc ăn rất là ngon và thơm. Nói chung món này Moon thấy làm rất là đơn giản và nhanh chóng. Thấy mấy cái món mì xào là mọi người ăn dễ nhất luôn á. Mọi người có thể xào với bất cứ loại nào mọi người thích. Mọi người có thể xào bò, xào tôm, xào bạch tuộc hay xào mực gì đó, ăn rất là ngon luôn á mọi người. Kiểu như ngày hôm nào mà bí quá thì mình sẽ làm mấy cái món mì xào đơn giản như thế này, vừa no mà vừa ngon nữa.
Ok, thì món này quá đơn giản mà cô không có gì để nói thêm. Chủ yếu là hôm nay thầy bạch tuộc quá cho nên là mới quyết định làm cái món này thôi. Công nhận đó, bạch tuộc mãi mãi ngon mọi người. Chắc là Moon sẽ làm thêm mấy cái món về bạch tuộc nữa, tại vì Moon rất là thích ăn bạch tuộc luôn. Rồi thì bây giờ Moon cũng xin phép dừng video tại đây nha. Cái dĩa mì đang còn rất là nhiều luôn, Moon phải mau chóng off video để có thể ăn. Xong rồi Moon còn đi công chuyện nữa. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã xem video cũng như đã like và subscribe cho kênh Moonie Fabulous. Và mọi người nhớ nha, nếu mọi người muốn Moon làm công thức nấu ăn keto cũng món ăn nào thì hãy comment ở phía dưới cho Moon biết nha. Moon sẽ ra video và hướng dẫn cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye!